Rồi, chào cả nhà đến với tập tiếp theo trong series Cá Coi Xuyên Việt 2022 trên kênh Cá Coi Trần Đức Cường nha cả nhà. Bây giờ mình đã có mặt ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Và hôm nay mình cũng có dịp lại đi xuyên Việt thì ghé thăm một anh khách hàng của bên mình. Có một cái hồ coi để quay cho cả nhà tham khảo ha. Cái đoạn đường mà mình đi từ Bắc Giang qua Bắc Ninh cả nhà. Đi vô cái huyện Bắc Ninh, rồi tới thành phố Bắc Ninh, rồi tới thị xã Từ Sơn. Nhà cửa rất là to, cao như ở thành phố. Không phải nói thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà cũng rất là đẹp cả nhà. Đi nguyên một cái đoạn đường dài, nhưng mà thấy dân đường xá rồi nhà cửa rất là to luôn. Nên mình thấy không biết là so với cái tỉnh Bắc Ninh này, so với những cái tỉnh lân cận ở miền Bắc, thì mình lần đầu tiên mình gặp được một cái tỉnh rất có cái nền kinh tế cao như vậy cả nhà. Ở đây thì cả nhà thấy ở phía sau mình là cái ruộng không, rất là mát, mát ơi là mát luôn đó. Nên mỗi khi đi, cả nhà nhớ cái năm ngoái mà mình đi về, lúc mình ở Hà Nội á, thì mình thấy mình cực kỳ thích cái không khí ở Hà Nội rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ thì do mình đi trúng cái đợt rét, cái đợt này có một cái đợt không khí lạnh, nên bây giờ nó hơi lạnh một tí, nên mình bắt buộc mình phải mang áo ấm để cho nó giữ sức khỏe một tí cả nhà ha. Rồi, cả nhà nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất trong chuyến series Xuyên Việt 2022 này cả nhà ha. Nhớ đồng hành cùng mình ở những tập sau, còn rất là nhiều hồ cá nữa cho cả nhà tham khảo và xem những em cá ha. Rồi mời cả nhà theo chân mình vô nhà ảnh. Cả nhà, ở bên này là một cái con đường nông thôn. Tại mình hồi nãy mình ở ngoài thị xã thì rất là đẹp luôn. Và nhà cửa đây cả nhà thấy không, là nhà cao tầng đồ thôi. Và đây là nhà của anh khách hàng của mình. Cổng sơn mạ nhôm. Còn ở bên này hai cánh cửa làm bằng nhôm đúc nguyên khối, rất là đẹp ha. Đây có một cái con tàu rất là đẹp. Khi vô nhà thì mình thấy được cái hồ cá nó sẽ nằm bên tay trái của cái cổng và bên tay phải của cái nhà. Ở đây anh trồng mấy cái cây rất là đẹp. Cái gì á? Mấy cái cây này chơi Tết đó cả nhà. Đây nhà anh đây cả nhà. Trên nó có mấy cái gì đó. Và đây là hồ coi của ảnh. Một hồ coi nhỏ khá là dài. Hồ coi theo kiểu hiện đại và làm bằng vách kính nha cả nhà.
nuôi vài em cá. À, để mình nói ảnh tắt cái nhạc giùm anh. À, rồi cả nhà, nhờ ảnh tắt cái nhạc để đỡ bị dính bản quyền ở trên kênh YouTube ha. Đây, cái này là một cái hồ coi mặt kính hiện đại thôi. À, anh làm cái này lâu chưa anh? Anh làm được từ cái đợt tháng 7 8 âm đấy, cái đợt mua của chủ đây. À, tới giờ là gần năm rồi anh ha. À, hơn nửa năm hả? Mới chỉ được rồi. Hơn nửa năm à? Từ tháng 7 âm, tháng 8 âm đi rồi mới xong đi. À, hơn nửa năm. Là đi tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Dạ. Tháng 1 được độ 5 tháng, 6 tháng. Tháng này là 6 tháng. À, vậy khoảng chừng nửa năm. Dạ. Dạ. Ủa, như lúc đầu không biết làm gì lắm. Thợ, cái bộ cái đứa thợ cái đó đi thì kỳ nó không làm cho Hà Nội quá. Ấy vừa rồi anh phải thiết kế thêm. À, vừa rồi phải sửa lại ha anh. Sửa lại đây, phải đập thêm cái ống gì để không nó có cá nó có bị bệnh này. Vậy lúc đầu anh làm sao anh? Lúc đầu là bộ cái thợ thì thợ nó bên Hà Nội thì nó bị kiểu như nó không cho về được, kiểu như bên nào canh đi bên ấy. Dạ. Nó về nó trốn qua cái đường đồng, nó về nó đặt cho ống cho một hôm. Dạ. Thì nó đặt được một cái hút đấy, đặt được một cái hút đáy kìa. Dạ, một cái hút đáy. Với một cái hút mặt. Dạ. Thế thì sau lúc phân nó cứ toàn động ở chỗ này. À, phân động đây. Nó vẫn còn động ở đây. Dạ. Động đây thế vừa rồi nó cá nó cứ hay bị nấm. À. Thế bắt đầu anh cứ xem trên mạng các thứ đấy mới hỏi chú đây. Dạ. Thế nào hỏi chú thì là bảo là thì anh mới xem thì anh mới nghĩ ra là anh bỏ thôi bây giờ. Cái hút đáy kìa, anh làm cái hút nấm. Dạ, hút lửng ở đây nữa. Ờ, để cho lên đây. Dạ rồi. Sau bắt đầu anh lại đục một cái lỗ kia cho vào hút gì? Hút mặt nữa. Hút mặt thì anh cho luôn vào thẳng lấy bể bên này. Dạ dạ. Đấy, thế là từ cái đợt đấy thì là trên kia nó không còn phân mấy. À, còn cái ống này hút đáy anh làm ống mấy? Hút đáy thì làm ống 90. À, ống 90 ha. Đấy. Dạ. À, là nó hút lửng anh phải đi nổi giờ ra. Đi nổi thôi, anh đục nổi. Ra thì nhiều, số cá nó mệt quá, à. Ngại. Kiểu dạ đúng rồi, đi đục ra thì nó hơi mệt. Đúng rồi, đấy đục ra sợ mệt, mới sợ nó nứt rồi gì thế là này, bảo thế là. Thôi thiết kế tạm này, như thế nào mới này, từ cái đợt nào mới này nó sạch hơn chú ạ. Dạ dạ. Là một cái, thứ hai mới, lúc mới anh mới chơi anh mua nhiều cá. À dạ hả. Anh mua những độ gần 30 con rồi chú ạ. À. Toàn lấy loại cá Việt, cá to ấy. Dạ. Thế thì ăn nhiều sau này đi vệ sinh thì mình không biết, sau độ 10 ngày mình không vệ sinh cái này này. À. Thì là nó mới bẩn, dạ. Nó thành đấm. Dạ dạ. Nhưng bây giờ anh biết đặt kiểu như là anh hỏi cho chú mấy gì cái thứ là đặt bây giờ nó làm là nó sạch hơn, nước sạch hơn. Giờ nói chung bây giờ anh thấy ok rồi phải không? Đấy, thế này thì chắc là nước là ok đấy. Vừa rồi có anh lấy mấy con cá Nhật ở trong ấy vậy. À dạ. Đến năm con cá bé, năm con này mới này. Dạ đến dạ. Năm con cá Nhật. Dạ rồi, dạ rồi. Mới anh cho bớt tất cả là đi phải độ hơn chục con. Có bị chết không anh? Chết mấy bao nhiêu chết con? Chết thì cũng chỉ chết mất độ mấy con rồi. À chết mấy con. Chết mất độ bị nấm cái này anh còn biết anh chữa luôn. À dạ. Nó chỉ bị chết mất độ 2 con rồi, mẹ nó nhảy ra mất độ 2-3 con rồi nó chết là tất cả độ 4-5 con. À dạ. Còn anh cho, những con nào xấu không thích thì anh cho. Dạ. Cái hồ của mình hồi đó mình xây mình tính thể tích bao nhiêu khối cái hồ Bà Lộc anh? Anh cũng không biết đâu. Ừ. Anh cứ có đáng số anh có chơi cái này đâu. À. Anh cứ tự nhiên đầu tiên là anh làm mấy cái chỗ trồng cây như này cơ, nhưng mà sau thì anh mới à cái chỗ này là trồng cây hả? Ờ, sau đó anh mới thích thì anh mới cái đợt dịch anh không đi đâu anh xem này anh bỏ cá coi, thế là anh làm để cá coi. À, anh ở mớm thử coi từ đây qua đây cỡ 1 mét ha. Đấy 1 mét trong lòng thôi. Từ đây là dài này cỡ 4. Chính là 3 mét rưỡi. 4 mét cả lọc, 5 mét đi ha. Cả lọc cũng phải tầm phải độ 5 mét ạ. À còn sâu khoảng nhiêu anh? Sâu là đi đó được độ 78 thôi. 780 ha. À, khoảng chừng 3 khối rưỡi 4 khối. Đấy. Dạ. Có 3 khối rưỡi 4 khối. Rồi cái lọc anh làm á thì nó có giống như mọi khi ở trên video em hay làm hay không? Hay khó là đấy, nó sửa thêm hả? Anh bỏ cái này ra thì để nhờ ảnh bưng cái này ra cho cả nhà xem cái video cái lọc ha. À, lọc thì ảnh làm bằng cái tấm này là tấm gì anh? Tấm sắt hả? Tấm thép. Tấm thép như là mặt. À tấm thép mạ kẽm cả nha. Cái ô lắng của mình là ở đâu anh? Nó lỏng dây rồi. Tắt oxy rồi hả? À, anh lấy cái tấm thép anh đậy lên cả nhà thì có nguy cơ bị rét và nó nhỏ rét, nhỏ sỉ, nhỏ rỉ xuống cũng khá là cao nha cả nhà. À rồi cả nhà, đây là cái ô lắng số 1 của ảnh. Ảnh là một ô lắng dài luôn. Là chứa chổi nè. À, một tấm xi măng nè, bên này chổi và đèn UV. Là cái ống đầu vô là nó nằm ở bên này hay bên này anh? Bên này đấy, tất cả là hết cũng có nằm phải. Ở đây xong mới đi ngược lại. Đúng rồi. À nằm ở đây. Đổ đầu rồi. Đi ngược lại vô đây. Rồi đây nước ô lắng anh có rồi vậy. Cái cho này nó hiệu quả hơn. À, anh có vệ sinh không mà sao nó trong dữ vậy? Có. Chỉ độ 5 hôm là anh vệ sinh. À vậy là
Dạ rồi. Nhiều rỗi cái này đấy, bị cái hai cái ống này với cái ống chỗ đầu kia này nè. Vệ sinh thôi. Vệ sinh cái đầu của đây thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, anh nuôi cá nhật rồi á là anh vệ sinh thường xuyên với thay nước thường xuyên là cá mới mau lớn được. Dạ. Đấy. Rồi qua ô số 2 là anh chứa gì mát nè. Ô số 3 là dùng canet, ô số 4 là dùng sứ thanh và máy bơm. Máy bơm mấy chục quân gì vậy? Hai chục quân cái sứ đá lòng vũ hả? Đá lòng vũ ấy. À còn cái máy bơm anh nhớ máy bơm mấy không? Máy bơm mua chú 20.000 này. 20.000 là mình ra cái thác ra cái này luôn. Đấy, ra cái này. Dưới lại cái luồng luôn. Cái luồng luôn. Cái kia anh chia đôi ra hai thì cái trên cái dưới đấy. Cái ở dưới này chảy về đúng không anh? Đúng rồi đấy, hút tất cả về đây. À không không, ý là cái luồng á. À cái luồng là mà anh bơm lên tới đây anh thổi về. Bơm ngược lại đây. À. Đây kia là chú. À. Chỗ này bơm lên đây nó chia đôi ra một cái vòng về đấy. À. Còn một cái lên đây này, ống này lên đây và lên đến dàn ba kia đây. Có một cái dàn ba kia trên kia nữa rồi dòng đấy. Về đây. À. Dạ dạ dạ. Dưới chỗ này, dưới này nó có ống lên nguồn này, chảy đây. À dòng về đây chảy về đây để thổi. Thợ nó thiết kế bên này, xoay bên này thổi thế này cho toàn thổi cái kia nó thổi ngược. Nằm sang bên này nó mới thành nổi này. Dạ đúng rồi, với lại nếu mà thiết kế ống luồng mà nằm cái gần vách kính á thì cái sóng kính nó hơi xấu để ngắm cá. Thường cái gần cái mặt kính á để mình yên lặng để cho cái mặt nước nó đẹp á là anh sẽ nhìn được. Bây cái giờ còn phết rồi. À, cho ăn cái là anh cho ăn một ngày nhiều không? Anh cho ăn chỉ độ tầm độ 3 lần rồi. 3 lần hả? Anh lẽ là anh cho ăn một lần. Dạ. Yeah. Anh cho ăn một lần không nào? Con này cá nhật còn. Dạ đúng rồi. Cá Việt này chạy lắm. Dạ. Mai được uống thêm 5 con cá nhật nữa thì này. Dạ đúng rồi. Thế mà anh đã lên cá nhật rồi thì mai mốt anh sẽ không có thích nuôi cá Việt nữa. Tại vì mấy ông bạn đã bỏ đường nuôi rồi, cuối cùng cứ thích về nuôi mà nuôi bỏ đi cho thì đấy mấy con này cũng đẹp hết nhưng mà số tròn hết. Dạ. Cá nhật nó thuần hơn. Dạ đúng rồi. Cái cách sống, cái cách ăn uống của nó cũng ấy hơn. Mấy con cá nhật này nó gì đấy? Nó còn bị dọa sợ đấy. Mấy hôm mà thằng cháu xuống mình nó có gõ đầu cái gì xuống. À gõ đầu à. Về nó tóm về nó sợ. Ý, nó bắt tới tới nó bắt chơi hả? Ừ, có thằng cháu nó bắt còn không nó nành lắm, sợ thoải mái. À, như hồi cái hồ mà mình làm á là anh thấy có cái chỗ nào mà cần sai rồi sửa đi sửa lại á nhiều anh, là trừ cái vụ cái ống còn cái vấn đề gì nữa không? Ví dụ là làm kiến rồi. Làm cái như thế này là ví dụ như là mình làm đặt một cái ống chỗ này là độ 2 hút đáy là ok. À 2 hút còn đáy. Một hút đáy hơi dưới kia một hút đáy trên này mình làm vừa hút đáy vừa hút lửng là ok. Dạ đúng rồi. Là đẹp nhất, nhưng một hút mặt làm thế là đẹp nhất. À. Rồi thì là sạch. Rồi còn cái gì nữa không anh? Sơn hay là thấm hay là kiến hay bị gì không anh? Không thấm thì anh ở dưới anh đổ một lượt bê tông rồi thì không thấm được. À không thấm. Đúng bây giờ. Đây kể cả đây tường anh dựng gạch thì cũng không mình. À dựng tường cũng không thấm. Đổ cái đáy nó phải nó không có sụp đổ xuống được. À. Nó không nứt. Dạ. Rồi trong bữa giờ nuôi cá là chỉ có cái đợt đầu là do mình thả nhiều quá thôi đúng không? Đúng rồi, thả nhiều. Thả nhiều bây quá. Bây giờ không thợ nó không làm cho cái này. Dạ. Làm số làm hai như thế này thì nó không bị chú bây giờ. Dạ. Nếu làm một cái hút như từ hồi đợt làm thêm một cái hút nửng ở đây nữa là nó hút được hết cái chỗ khu này này. Dạ đúng rồi. Tức là phân cá nó cứ nở vở ở đây nhiều. Dạ. Thế bây giờ cho chế độ hút mạnh cái là máy bơm hút sang chế độ kiểu như là chế độ thế thứ hai. À. Hút tí là sạch hết. Rồi về vấn đề thay nước thì bao lâu mình thay một lần ạ? Bây giờ là anh chỉ độ 5 hôm hoặc 1 tuần là anh thay cái bể nọc. Một tuần là vệ sinh cái bể đó luôn. Đúng rồi. Rồi còn cái nước thì mình cũng làm chung với lần đó luôn. Anh thì anh vẫn chưa hiểu lắm nhưng mà cứ 1 tuần thì anh nhớ anh cọ cái bể kia. Dạ. Thì nó bị hụt nước. Dạ. Nước mất độ chỗ này hụt nước nó tầm phải độ mất độ 5 phần nước. À 5 phần nước. Anh lại cho thêm nước mới vào, nước bể nọc đấy. À dạ. Thế thôi. Dạ. Thì tới từ đầu đi thấy cá khỏe hơn. Dạ đúng rồi. Với lại khi mà anh sau này anh nuôi cá nhật rồi á thì em nghĩ anh nên làm một cái bơm tự động gắn cái timer vào, xong rồi ngày nào cũng bơm ra rồi ngày nào cũng có nước mới vào. À, thế thì cỡ 5 tới 5 cm thôi. À. 5 cm hồ của anh là ok, là cá nhật nó màu lớn lắm. Thế nó màu lớn cực kỳ, nó sung mà nó ăn giỏi nữa. Rồi cũng mới có nửa năm thì anh cũng chưa gặp mưa hay là axit hay gì. Có. Có hả? Có gặp. Có đợt giết cái đợt đấy, cái đợt có đợt nó bị giết là có 10 mấy phút đi. À nó giết xuống có 10 độ 18 độ. À rẻ. Bây giờ đợt đi cá nó hay bị bệnh nha. À dạ đúng rồi, cái đợt đó thì cá bệnh. Và lúc đó anh có cho ăn không? Anh cũng xem ở trên mạng là các vi thuốc đủ các chú nào bảo là cho ăn ít thì anh cũng chỉ cho ngày cho ăn một lần rồi. Dạ. Còn anh không cho ăn nhiều. Còn như ví dụ như theo em á, theo cái ý kiến riêng của em thì nó bị như vậy thì không cho ăn luôn. Cái gì? À tuyệt đối không cho ăn luôn. Để cho là nó sẽ không có bị bệnh.
còn mình cho ăn nó vẫn sợ nhiều khi nó tiêu hóa không tốt hay sao đó. Thì chú mới chơi có biết cái gì đâu. Dạ. Bây giờ thì mình xong rồi mình còn học có thử hỏi. Bữa giờ anh có còn lên mạng tìm hiểu mấy em cá này nữa không? Có, phải vẫn xem rồi, vẫn phải học cách cho ăn, mới xem thế nào, mới nuôi thế nào, vẫn còn chưa thuộc mấy. Dạ. Trên mạng ở đây đứa nó bỏ cho các thứ như cái gì vào để cho khỏe cá, như anh có cho cái gì đâu. Có cho thỉnh thoảng cho muối thôi. À muối thôi. Thì anh cho muối. À chứ anh đâu có xài viên vi sinh hay là gì đúng không? Có vi sinh. À có vi sinh. Rồi. Bỏ một tuần cho. À, nhà anh rất là đẹp luôn đó nha. Lát mình để mình quay sơ cho cái nhà xem. Ở đây làm phòng thờ với lại phòng khách bằng cổ hết luôn. Rất là đẹp ha, có những cái tranh gỗ rất là đẹp. Cửa cũng là bằng cửa gỗ ha. Gỗ mà gỗ này gỗ gì mà đỏ lòm vậy không biết. À rồi. À dạ, à, mời anh cho lần hả? Đổ tuần, à, thay, tuần. Thay nước đây, có đợt thay nước thì để cho một nắp. À dạ. Để anh đổ vào đấy thì nè. Dạ. Yeah. Vậy là tính ra bây giờ ổn rồi đúng không? Anh quen rồi phải không? Ok hết rồi phải không? Trong khi anh nhìn thấy bây giờ là nó chắc là ok rồi, còn không biết là có được không? Đó, dạ. Hay là sợ lại như vậy nữa thì chưa biết nữa chưa. Từ cái đợt mà làm thế này là ok rồi. Dạ. Và anh Sơn. Nói chung là từ cái đợt làm cái này là chuẩn này, đúng không? À. Bây giờ. Dạ. Làm anh, mình ngăn đấy này là chuẩn này, ngăn đấy thấy. Anh Sơn cái hút mặt lại nhìn đẹp ha. Sơn lại đây. Dạ. Rồi anh xin một vàng, anh bỏ cái thằng nó làm cổng này, bỏ sơn lại cho con Sơn đấy thằng cháu rồi. À dạ. Đấy nó sửa nó ngay đây, nó sơn lại cho trông nó màu vàng. Dạ, nhìn nó khác biệt, nó rất là đẹp. Đó. Quên hỏi anh cái chi phí mà anh làm một cái hồ như thế này là khoảng bao nhiêu, em quên rồi, em chưa hỏi anh ta. Cái hồ này thì anh muốn cái thợ xây nhà nó xây cho là nó mất ra đi độ tầm độ nó đấy là có 2 triệu tiền công rồi, 2,5 triệu 2,5 triệu tiền công 3 triệu nhưng mà nó bỏ quên đấy 2,5 triệu. Dạ. 2,5 triệu tiền công mới này, nói chung là tất cả tầm độ hết độ chi phí mất độ 15 triệu tiền xây cả đấy, đổ đấy đã mất độ đôi triệu rồi. Dạ. Yeah. Nói chung là tổng lại là khoảng nhiêu ạ? Tổng lại là phải độ 25 triệu. 25 triệu cho cái hồ này là cả luôn đồ luôn. Dạ. Yeah. Vậy là 25 triệu cho cái hồ 3-4 khối vậy là cũng khá là ok rồi đó anh. Ừ. Dạ. Để mua cũng nhiều phết này, chúng mua 2... Dạ đúng rồi. À rồi cái nhà. Chú biết rồi. Dạ. Cái này là mua của em rồi. Dạ 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 dạ. À rồi cái nhà, hôm nay mình có dịp đi xuyên Việt 2022 thì mình ghé được thị xã Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh và quay cho cả nhà xem một cái hồ cá koi hiện đại bách kính. Ảnh có trang trí đồ rất là đẹp. Thì làm tăng cường lọc và có chút trục trặc về ống thì hồi nãy anh có chia sẻ rồi. Ví dụ như những cái hồ mà hình dài như thế này á thì cả nhà nên phân bổ, tuy là ví dụ hồ 5 khối mình vẫn dùng một hút đáy được, nhưng mà tùy theo hình, nếu mà cái hình nó dài thì cả nhà nên chia ra 2 hút đáy để cho nó phân bổ cho nó đều ha, để nó lực có tốt hơn. Còn hồi nãy thì anh có phân chia cho cái lọc rồi, ok rồi đó. Rồi cả nhà có gì cứ tham khảo ha. Đây là video mang tính chất chia sẻ thôi, còn lại cả nhà cứ tham khảo trên kênh của mình. Ngày càng nhiều video thì có sự nhiều, có nhiều cái để cho cả nhà xem hơn nữa, nên cả nhà cứ từ từ thôi, làm một cái hồ cá có thể nghiên cứu từ 3 tới 6 tháng cũng được, để cho nó làm nó hoàn chỉnh giống như những cái anh ở bên Bắc Giang rồi đó, là anh nghiên cứu cái hồ cá tới 6 tháng trước khi làm, nên khi anh làm xong cái là 100% ok liền cả nhà ha. Rồi nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới trong cái chuyến siêu việt 2022 này. Còn nhiều cái hồ ở phía sau nữa nha cả nhà. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở tập sau. Bye bye.